Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Và lời nói đầu tiên, thay mặt cho thầy Gia Cát xin gửi tới tất cả quý vị gia chủ lời kính chúc sức khỏe, tài lộc và bình an. Ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi chọn đời tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953, năm mạng, thông qua các phương diện gia đạo, sự nghiệp, sức khỏe, tình cảm. Quý vị gia chủ hãy cùng đón xem và chiêm nghiệm để có sự cảm nhận về cuộc đời của mình cũng như là chuẩn bị tốt cho mình những tin đoán trong tương lai, bao gồm cả vận hạn và những việc mà chúng ta cần phải lưu ý. Gia chủ năm mạng Quý Tỵ sinh năm 1953 có cung mệnh thuộc cung Khôn, trực trừ, mạng trường lưu thủy, nước chảy dài, khắc thiên thượng hỏa, con nhà hắc đế trường mạng, xương con rắn, tướng tinh con chó, ông tử vi độ mạng. Xét tổng quan cuộc đời bản mệnh, Phong thủy Gia Cát xin được trích dẫn bài thơ sau. Đoán xem số mạng tuổi này, Quý Tỵ mạng thủy, nước chảy tuôn ra vàm. Thu đông thuận số thời sang, giàu nghèo cũng sướng tấm thân thanh nhàn. Xuân hạ lỗi số cực thân, hai mùa cũng lỗi tảo tần gian nan. Số này thân tự lập thân, lộc trời có bởi ông cha để dành. Số đặng vinh hưởng gia đình, bôn ban nào có ích gì bôn chôn. Phong trần ngồi cũng những đợi thời, năm 30 tuổi có cơ làm giàu. Một mai đặng vận hanh thông, phong lưu, sung sướng trong vòng trần ai. Tổng quan, cuộc đời những người tuổi Quý Tỵ năm mạng phải trải qua nhiều sóng gió vất vả ở tiền vận và trung vận mới đến được với an nhàn. Những người này hưởng thọ trung bình từ 70 đến 77 tuổi. Nếu thường xuyên hành thiện tích đức, ăn ở hiền lành thì khắc được tăng niên kỷ. Tình duyên, chuyện nhân duyên của nam mạng Quý Tỵ được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Tình duyên của bạn sẽ thay đổi 3 lần nếu bạn sinh vào tháng 8 và 12 âm lịch. Nếu sinh vào các tháng 1, 2, 3, 4, 5, 9 và 10 âm lịch thì bạn cũng sẽ có 2 lần thay đổi tình duyên. Và nếu bạn sinh vào các tháng 6, 7 và 11 âm lịch thì đường tình duyên của bạn cực kỳ tốt đẹp, chung thủy, một vợ một chồng, sống với nhau đến đầu bạc răng long. Gia đạo công danh. Gia đạo ở tiền vận và trung vận có nhiều rối rắm, đến hậu vận mới êm ấm. Công danh sự nghiệp tiền bạc cũng phải từ 38 tuổi trở đi mới thuận lợi. Tuổi hợp làm ăn, công việc làm ăn sẽ không gặp thất bại, thu về nhiều lợi nhuận khi bạn hợp tác với các tuổi Quý Tỵ, Ất Mùi và Đinh Dậu. Bên cạnh hợp tác kết giao với các tuổi như trên, quý gia chủ tuổi Quý Tỵ cũng có thể chủ động thu hút quý nhân để tương trợ cho mình trong cuộc sống bằng cách đeo vòng tam hợp quý thần. Cụ thể, bản mệnh tuổi Tỵ nên sử dụng vòng tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Vật phẩm này được làm từ gỗ huyết long, so với những loại gỗ khác, khi vừa chế tác xong thì có mùi rất thơm, nhưng nó sẽ phai nhạt theo thời gian và sẽ dần hết mùi. Còn đối với các loại gỗ này thì khi chế tác thành những chiếc vòng tay sẽ không hề có mùi thơm, nhưng đeo một thời gian, được tiếp xúc với ánh sáng mồ hôi người thì chúng bắt đầu tỏa hương thơm thoang thoảng, dịu nhẹ, tạo cảm giác rất dễ chịu cho người đeo. Bên cạnh đó, vòng còn được kết hợp cùng với 3 viên đá mã não đỏ có khắc hình linh vật tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu. Nhóm này được gọi là nhóm tam hợp kim cục, khởi đầu từ Tỵ Hỏa tới Dậu Kim rồi đi vào Sửu Thổ. Sử dụng vòng tam hợp để chiêu mời quý nhân, dựa vào lực tam hợp của quý thần mang lại may mắn, tài lộc, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại sau lưng. Khi không còn điều xấu thì việc tốt đến với mình, từ đó tài lộc hạnh phúc sẽ đến với mình. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa nhất, vòng tam hợp quý nhân cũng được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trì lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho quý gia chủ theo từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói đây chính là vật phẩm cá nhân hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an may mắn cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Chưa kể năm nay bản mệnh gặp hạn địa võng, các mối quan hệ rất dễ phát sinh mâu thuẫn hiểu nhầm. Đeo vòng tay tam hợp Tỵ, Dậu, Sửu sẽ giúp bản mệnh hòa hợp trung hòa các mối quan hệ xung quanh. Lựa chọn vợ chồng, để mọi chuyện đều tốt đẹp, cuộc sống không phải lo nghĩ gì thì bạn nên chọn kết hôn với các tuổi Quý Tỵ, Ất Mùi, Đinh Dậu, Kỷ Hợi, Tân Sửu và Tân Mão. Vì những tuổi này hợp với bạn cả về đường tình duyên và tài lộc. Còn nếu bạn kết duyên với các tuổi Giáp Ngọ, Mậu Tuất, Canh Tý và Nhâm Thìn thì vợ chồng vẫn sẽ mặn nồng, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu chứ không vươn tới được cuộc sống cao sang quyền quý. Bạn nên tránh kết duyên với hai tuổi Bính Thân và Mậu Thân. Cuộc sống của hai bạn sẽ rất khó khăn nếu không biết cố gắng và nỗ lực trong mọi việc. Bạn cũng không nên kết hôn vào các năm tuổi 17, 23, 29, 35, 41, 47 và 53 tuổi, kẻo cuộc sống hôn nhân sẽ không được thuận lợi. Tuổi Đại Kỵ. Nhâm Dần và Canh Dần là hai tuổi Đại Kỵ với tuổi Quý Tỵ của bạn. Bạn không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với hai tuổi này, sẽ tránh được thất bại trong công việc hoặc tình duyên dang dở. Gặp tuổi Đại Kỵ thì mọi việc phải hết sức thận trọng và giản dị.
Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi đại kỵ thì hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân. Tốt nhất không nên tổ chức đám cưới linh đình rầm rộ mà chỉ nên làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Nếu tuổi đại kỵ là người thân trong gia đình thì nên thành tâm làm lễ cúng sao giải hạn hàng năm cho mỗi người để giảm bớt xung kỵ, tránh được tai ách. Và quan trọng nhất vẫn là ăn ở hiền lành, làm nhiều việc thiện. Có như vậy thì mọi chuyện xấu đều được hóa giải. Năm khó khăn nhất, tuổi Quý Tỵ Nam Mạng sẽ gặp khó khăn nhất vào những năm 25, 30 và 37 tuổi. Vào những năm này, bạn cần cẩn trọng mọi việc để tránh được tai vạ và bệnh hoạn. Đặc biệt quý gia chủ 1953 Nam Mạng năm nay gần đến độ tuổi thất thập cổ Lai Hy, vấn đề sức khỏe lại càng phải coi trọng. Nhất là trong năm nay, quý gia chủ bị sao kế đô chiếu mệnh, đây là hung tinh chủ về bệnh tật. Lời khuyên là quý gia chủ nên mang theo bát bảo tâm kinh để tăng cường vận may, chiêu cầu sức khỏe và bình an. Vật phẩm được chế tác từ bạc S999 là chất liệu được sử dụng nhiều trong phong thủy để tiêu trừ vận xấu, cùng với đó là những ý nghĩa phong thủy khác nhau trong lối thiết kế được các thầy Hiệp hội Phong thủy Tâm linh Việt lồng ghép vào, cụ thể như sau. Mặt trước là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật với những ý nghĩa lớn, bánh xe pháp luân tượng trưng cho sự luân hồi, luân chuyển không ngừng nghỉ. Bảo bình, sự thâu thu, ngụ ý thành công viên mãn cho gia chủ sử dụng. Thắng phan, vật dụng xa xưa của tầng lớp quan vua tượng trưng cho quyền lực và sự nghiệp. Bảo cái, đây là biểu tượng cho quý nhân sự phú quý. Pháp loa, biểu tượng của trí tuệ và giáo lý trong kinh Phật. Vô tận kết bồ là sợi dây với những kết nối chặt chẽ giúp các mối quan hệ thêm bền chặt, vững chãi. Bạch liên hoa, tượng trưng cho bản tính thanh tịnh, giúp người sử dụng gia trì công đức. Song ngư, biểu tượng cho sự hòa hợp, tượng trưng cho sự hòa hợp của thiên địa nhân. Vòng trong cùng khắc bộ lục tự đại minh chú, Om Mani Padme Hum, là câu chuyện có thể tịnh hóa 6 kiếp luân hồi để mang lại bình an may mắn cắt lành cho người sử dụng. Mặt sau được thiết kế in toàn bộ chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Bộ kinh có ý nghĩa lớn nói về trí tuệ, kèm theo những chạm khắc tinh tế, hình ảnh đài sen là nơi tọa thiền của các vị Bồ Tát mang lại tác dụng tịnh hóa nghiệp lực, chiêu cầu phúc khí. Trên cùng của pháp khí là một bông bạch liên hoa đang nở rộ, tượng trưng cho sự sinh, sức sống mãnh liệt, mạnh mẽ, thuần khiết và trong sáng. Sử dụng bát bảo tâm kinh để tiêu trừ bệnh tật, kỵ tà hóa sát, chiêu phúc nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức. Đó chính là thâu thu tài lộc, hỗ trợ thành mệnh, mang lại sức khỏe dồi dào cho quý gia chủ. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, bát nhã tâm kinh trước khi đến tay của gia chủ đều được bao sái tẩy uế, khai quang nạp chú, chỉ lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và có sự kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên quý gia chủ quan tâm có thể hữu duyên thỉnh để cảm nhận sự linh ứng và hiệu nghiệm. Tuy nhiên bản mệnh vẫn nên nhớ rằng cách hóa giải quan trọng nhất là ăn ở hiền lành, sống lương thiện, làm nhiều việc tốt, mọi chuyện xấu sẽ tự lánh ra. Ngày giờ xuất hành tốt nhất, muốn mọi việc thuận lợi, suôn sẻ thì những người tuổi Quý Tỵ Nam Mạng nên xuất hành vào ngày chẵn, giờ chẵn và tháng chẵn để chắc chắn gặp may mắn, thu được nhiều kết quả tốt đẹp, diễn biến từng năm. Từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi, 20 tuổi nên cẩn thận trong mọi việc. Từ 21 tuổi đến 25 tuổi, công danh sự nghiệp, tình cảm, tài lộc và cuộc sống có nhiều cơ hội để phát triển. Từ năm 26 đến năm 30 tuổi, mọi thứ đều rất thuận lợi, công danh sự nghiệp có thành công, gia đình êm ấm, hạnh phúc. Từ năm 31 đến năm 35 tuổi, nếu không muốn bị thua lỗ thì bạn nên tránh đi làm ăn xa. Vào năm 31 tuổi, tốt nhất là tháng 4 và tháng 6 nên không đi làm ăn xa. Năm 32 và 33 tuổi, nhiều tai vạ bất ngờ ập đến khiến cuộc sống của bạn bị xáo trộn, làm bạn cảm thấy phiền não, mệt mỏi. Năm 34 và 35 tuổi, mọi sự đều bình thường, không có biến cố gì quá lớn xảy ra. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, tài lộc công danh và cuộc sống đi lên, mang đến nhiều vận may cho bạn. Năm 39 và 40 tuổi, gia đạo có chút rối rắm, cần bình tĩnh giải quyết, tránh làm sự việc trở nên căng thẳng. Từ năm 41 đến năm 45 tuổi, sự nghiệp và tài lộc sẽ được vẹn toàn, nên cẩn thận trong chuyện làm ăn hợp tác và gia đạo vào năm 42, 43 tuổi. Năm 44 và 45 tuổi, công danh đi xuống nên đề phòng bệnh tật và hao tốn tiền của. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi,
5-4-6 tuổi không nên hợp tác làm ăn lớn, nếu không muốn hao tổn tiền của, nên chăm sóc gia đình để tăng thêm tình cảm giữa các thành viên. 5-4-7 và 4-8 tuổi đặc biệt chú trọng đến công việc và tiền bạc kẻo bị kẻ xấu phá hoại. 5-4-9 và 50 tuổi tài lộc có phần đi lên nhưng không nên làm ăn xa hay hợp tác kinh doanh lớn. Từ 5-51 tuổi đến 5-55 tuổi cuộc sống ổn định nhưng sức khỏe suy giảm, cẩn thận vấn đề con cái. Từ 5-56 đến 5-60 tuổi, sự nghiệp có nhiều thuận lợi nhưng đề phòng bệnh tật, tai ách. Thưa quý vị, mọi luận giải tử vi chọn đời sinh năm 1953 Nam Mạng trên đây đều được xây dựng từ đội ngũ chuyên gia tử vi phong thủy hàng đầu Việt Nam của Phong Thủy Gia Cát để đảm bảo cung cấp thông tin chi tiết, chính xác, hữu ích và có thể hỗ trợ quý vị gia chủ trước những thuận lợi hay khó khăn trở ngại trong cuộc sống này. Tuy nhiên, chúng tôi cũng xin được lưu ý quan trọng nhất vẫn là sự tu dưỡng và hành thiện của mỗi người, bởi vì chính điều này mới có thể đem lại may mắn, bình an, tài lộc trọn vẹn. Cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những số phát sóng tiếp theo Tử vi chọn đời của các con giáp trên kênh Phong Thủy Gia Cát.